là một trong ba đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền huyện Đồng Văn, xóa được 14 ngôi nhà tạm. Trong đó, bộ đội biên phòng tham gia giúp dân làm nhà với tổng số là 270 công, mở tuyến đường liên xóm dài 4 km. Cùng với việc xóa mù chữ cho đồng bào, đồn biên phòng đã tăng cường thực hiện các công trình quân dân y kết hợp, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt đồng bào, trị giá hàng chục triệu đồng. Tin yêu bộ đội biên phòng, đồng bào đã cung cấp cho bộ đội nhiều tin quan trọng liên quan đến an ninh biên giới. Tình đoàn kết trong đồng bào dân tộc và niềm tin của đồng bào với cấp ủy chính quyền ngày càng được củng cố bền chặt hơn, góp phần tạo nên sức mạnh để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Người dân Lũng Cú chúng tôi biết ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm. Các anh đã giúp đỡ bà con rất nhiều, từ việc hướng dẫn người dân biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ngoài ra, bộ đội biên phòng còn giúp nhân dân mở đường, làm nhà, hướng dẫn người dân cách bảo vệ đàn gia súc. Chúng tôi cảm ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng trong công tác giúp dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội bằng những hành động cụ thể, công tác giúp dân đã mang lại những kết quả thiết thực, tạo nên sự đồng thuận gắn bó giữa quân với dân. Đạt được kết quả đó là do Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lũng Cú đã chỉ đạo tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa bàn biên giới, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tham gia củng cố xây dựng cơ sở chính trị. Đảng ủy luôn coi trọng mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, nổi bật là mô hình giúp đỡ xã nghèo trên địa bàn đóng quân, vận động quyên góp xây dựng nhà cho người nghèo, xây dựng công trình dân sinh cho đồng bào trên biên giới. Kết quả này đã đem đến niềm vui cho những người dân ở các xã trên biên giới, đồng thời củng cố niềm tin giữa dân với bộ đội biên phòng, giữa dân với đảng.